Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh Radio Truyện Đêm Khuya. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn lời thể. Cúc có đôi mắt mơ. Tôi khen thì em nói lại. Mơ, huyền, mờ. Còn lúc em vui thì đôi mắt. Biết nói. Sau thời gian quen nhau, tôi cùng em ăn bánh canh hẹ tôi gọi hai tô đặc biệt tô bánh canh hẹ nổi tiếng hẹ ơi là hẹ tô đặc biệt hẹ như ao làng bèo tấm phủ kín mặt ao em không ăn được hẹ dùng đũa đá hẹ dùng đôi đũa gạt hẹ bỏ qua một bên rồi lấy muỗng lặn xuống múc sợi bánh canh chả cá ăn em mãi đá bèo ăn lưng nửa tô thì tôi lua cạn ao bèo em nói đi anh cũng đi nhanh bỏ em anh, anh cũng bỏ em. Tôi và em, quen nhau, yêu nhau. Mắt tôi cặp lông mày ông tướng, lông mày xéo giống như mấy người đóng vai ông tướng trong tuồng hát bội. Tôi già trước tuổi, đi với em thiên hạ nhìn cặp đôi chú cháu. Tôi mắc cỡ chết ông cố nội còn em cười mãn nguyện, thêm vào câu phụ huynh đi với học sinh. Đi bên em, tôi thấy mình rủi ro ế vợ. Tôi và em đi chợ mua cặp cá sòng về nấu ngọt. Bữa ăn lên đũa không đều. Em chan tôi hút. Cá sòng nấu với cà chua đỏ. Không niêm hành hẹ vẫn thơm ngon. Ngọt ơi là ngọt. Ở phòng trọ tôi làm chuyên gia nấu ăn. Lần sau tôi mua nửa chén cá cơm ngần về nấu ngọt. Sơ ý nêm hẹ. Ngồi vào bàn ăn nhìn hẹ. Em giá chén muối é ăn cơm. Từ đó tôi có thù với hẹ đến nhà ai dọn ra tô canh hẹ thấy bắt ghét. Sau bữa ăn ghét hẹ ăn cơm muối é, tôi chia tay em vì thương em. Tôi và Hồng quen nhau trong buổi hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất lúa hữu cơ, không phun thuốc sâu. Tôi chụp hình, còn Hồng học để bằng tụi nhỏ cách trồng lúa không phun thuốc. Bây giờ người ta bệnh quá trời, hễ cơ là ca, chăm sự do thuốc trừ sâu mà ra nhà hồng trồng lúa nuôi bò vỗ béo nuôi bò lai phải nấu cháo cho bò ăn chồng hồng làm nghề đo đạt đi xa hôm đó ở nhà hồng bản giao nồi cháo bò cho chồng sáng hồng ra đồng còn chồng đảm nhiệm nấu cháo bò bằng rau cám gạo nồi cháo bò sôi chồng gọi điện thoại hỏi cách nêm nếm nồi cháo bò hồng nói nồi cháo sôi anh bóp mấy trái chuối bỏ vô. Khi cho bò ăn chồng cũng gọi có cha nước gì thêm không? Nước vo gạo ngâm muối để gần máng ăn. Đang đi trên bờ ruộng nghe điện thoại reo lần ba. Tôi đón, nói to, rồi nồi cháo bò gọi. Hồng cười, ngại chỗ đông người. Từ bờ ruộng Hồng bước qua ngồi trồm hổm trên bờ mương nghe điện thoại. Bước lại bờ ruộng Hồng nói nhỏ em nuôi bò vì chồng mê sắm vàng, bán con bò lai sắm cây vàng. Bữa ông trưởng thôn tuyên truyền hiệu quả nuôi bò lai, nhiều người nghe cho rằng ông già dóc bà cố, mà thiệt vậy. Hôm nay gặp anh em đen như con mắm, bị chồng gọi miết. Kết thúc buổi hội thảo đầu bờ, vô hội trường chờ lãnh đạo huyện phát biểu ý kiến, hồng góp vui văn nghệ, hát hay như máy cassette. Ông lãnh đạo huyện phát biểu nói giọng nghị quyết. Hội thảo liên hoan, tôi uống rượu. Hôm đó tôi mượn rượu nói nhiều về mình cho Hồng nghe. Sau buổi hội thảo, công ty tặng tấn gạo lúa hữu cơ để cả thôn cùng nhau nấu cơm. Tôi thành phần ưu tiên được công ty tăng riêng bao gạo ngon nhất thế giới ST24. Chiều, tôi nấu cơm khoe nồi cơm trên Facebook lần đầu tiên ăn gạo ngon nhất thế giới ST24. Hồng Còm, Còm mần nồi cơm của tôi, nồi cơm. Hoàn cảnh, lúc đầu Còm nhìn nồi cơm. Thấy, ớn, sau đó chỉnh sửa. Vào nhật ký tôi, biết. Tôi sống một mình, nồi nấu cơm độc quyền chỉ mình tôi rửa. Tôi rửa nồi không sạch, nước nhiễm phèn đóng lại trên vành nồi. Vàng. Hồng nhìn. Thấy ớn. Chê nồi cơm ngon nhất thế giới của tôi. Còn tôi chủ nồi cơm nhìn quen mắt. Tôi chuyển qua Messenger hỏi. Sao Hồng nói xấu nồi cơm của anh? Thì Hồng êm du. Tôi nhớ mãi người còm gây sát thương nồi cơm của tôi. Cách ba tháng sau, tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Em đi từ thiện rồi anh ơi. Sao đang nấu cháo nuôi bò lại đi từ thiện? em nói nay nấu cháo nuôi bò không sắm vàng nữa mà đi thiện nguyện hồng kể nhiều về chuyến đi thiện nguyện giúp đỡ người nghèo khó hồng đứng ra quyên góp từ tấm lòng hảo tâm rồi đi giúp đỡ người khổ có người xin góp chai nước mắm người thì trục trứng vịt em làm vì cái tâm không ăn đồng tiền của ai hết hồng nói giờ em mới phát hiện ra em có duyên xin ăn Người phụ nữ nói giọng nổi cháo bỏ trông có vẻ bụi bặm dậy tôi rằng, cuộc đời là phải giúp qua giúp lại. Sau nhiều lần nói chuyện qua Messenger, thấy thương hoàn cảnh nổi cơm dính cám phèn trà rửa không sạch, em làm mối cho tôi. Hồng là bạn của Cúc. Trước đây chị có người yêu, người ta xa chị đã đổ dẹp nghỉ, giống như hai người đang nhậu cùng bàn cãi nhau, người kia đứng dậy đá bàn nhậu ngã đổ rồi từ mặt luôn. Vậy đó, còn chị sau cuộc tình đổ vỡ, chị giống như nông dân đi thăm ruộng thấy đám lúa có bụi lúa dài, lúa lẫn, liền nhổ. Khi nhổ bộ rễ ôm theo nổi đất bỏ lên bờ, chị sống lây lất như bụi lúa nhờ nổi đất, nắng thì héo gặp mưa thì xanh. Khi lấy chồng, nhìn lại ảnh cũ, hồi đó gần 30 tuổi rồi mà bị người yêu đá nên ốm nhách. Hồng kể cho tôi nghe chuyện Cúc kể lại chuyện tình giang dỡ với Hồng. Hồng làm mai mối xây dựng cho tôi, yêu lại người đã từng đi ăn bánh canh hẹ. Gặp lại em sau hơn 10 năm không gặp, em nhìn tôi căng thẳng. Cuộc sống xa nhau bao năm, ai cũng lo nồi cơm của mình. Em ở với con, còn tôi sống cô độc, một cảnh mà hai quê. Công tác ở thành phố, cuối tuần tôi về quê thăm má. Gặp lại, tôi và em đến với nhau tình yêu thần tốc. Biết tính tôi nghiện cái gường, tối nhậu, tôi hay ngủ nướng. Sáng em đánh thức qua Messenger, chọc, ò, ó, ó. Dậy thôi anh phụ huynh ơi. Tôi đi công tác xa, tối nhắn tin Zalo, tôi mở màng câu, nhớ em. Anh buồn, em nhắn lại để buồn sáng dậy lấy xem nhen ông điếc hàng xóm dòm ngó miết từ sân phơi lúa nhìn qua khen đẹp quá em ơi đẹp từ đôi mắt biết nói tôi đi công tác về em kể với tôi chuyện ông điếc có cặp mắt sáng trưng nhìn em rồi em kể về chuyện có nhau trong đời với những đêm dài hiu quạnh ngày em lấy chồng hạnh phúc đếm cuộc đời bằng những nụ cười ai ngờ từng giọt nước mắt nước mắt rơi, lau chùi quá khứ đau buồn. Nhưng từ đó đến nay thời gian đâu có quên gì. Hôm em bị bệnh ho đúng một tháng, chồng đi làm về ngồi rửa cái nồi, trả cái rổ tanh cá, chiều xào lại chảo xào hồi trưa. Chồng em to con, em có bầu ông xã ấm ngủ. Bữa em bệnh giả đỏ thử chồng có quan tâm, chồng em lo cho em từng chút chịu khó ngồi nướng vì thịt đút em ăn lúc giận nhau chồng em đi rửa chén quét nhà đi ăn bánh canh hẹ chủ quán lỡ tay nêm hẹ thì tô bánh canh hẹ chịu lời đắng cay chồng em chửi vô tô bánh canh nói rồi mà tai để đâu mẹ chồng em chồng hẹ là đám hẹ tới số với chồng em nhổ bỏ hết nhưng rồi chồng em bị bệnh ca ra đi đột ngột bỏ lại con thơ em khóc chồng đến khi mắt mở không ra mở luôn anh em khổ vì trí nhớ nhớ những niềm vui nỗi buồn dai dứt có lần hồng kể lại với tôi chuyện cúc kể lại với hồng chị mất quyền gọi tiếng chồng từ lâu chơi thân với nhiều người phụ nữ có người quảng cáo chồng biết trộn gọi ủi quần áo lâu nhà chị nhớ chồng cồn cạo đến phát ghét người quảng cáo như ghét người làm thịt gà mà quăng mất cái phao câu tôi ôm em em nói tay anh nóng quá rồi kể với anh lúc gặp lại em dọn dẹp trái tim sạch sẽ hết yêu thì thôi ngay hơn mười năm rồi chớ đâu ít ỏi gì lần đầu em anh và hồng gặp nhau em nhắc nhở trái tim vốn rất yếu mềm của mình thôi Thôi nhé. Thôi mà. Em thề không yêu thì thôi. Yêu ai yêu chết một người, ý em nói đã yêu chồng. Vậy mà bây giờ nỗi buồn bước lại vào tim. Tôi đưa bàn tay em trên nóng quá vỗ về em. Tôi chờ em về ra mắt nàng dâu. Má chồng tương lai 82 tuổi hỏi, con làm nghề gì? Được mấy con? Câu hỏi như ông trời ban phước trước số phận. Hôm đó bữa cơm má tôi gấp bỏ trong chén mấy con tôm nằm ngửa mà em không ăn nổi con nào. Má gấp bánh xèo vò bỏ trong chén ép ăn. Bánh xèo người ta sắt hẹ cho vô bột trước khi đổ. Hẹ chìm trong bánh xèo làm sao dùng đũa gắp bỏ hẹ. Em dáng ăn. Hẹ nhận chức nàng dâu. Em cũng như bao phụ nữ chịu thương. Chịu khó trên đời nhưng nỗi đau câu hỏi được mấy con. Lúc đó to hơn thiên hạ về lại nhà em. Tôi tổ chức sinh nhật em ở dưới bếp. Em gục đầu vào vai tôi khóc, có anh trong đời. Hôm nay sinh nhật thêm một tuổi mà em thấy trẻ lại hai, ba, bốn năm. Em đưa ngón tay trỏ ghi dấu hỏi vào chán tôi nói, vào tay em chỉ cơm ngày ba bữa sáng, trưa, chiều, đừng mong ra ngoài lén ăn phở nhen. Bữa sáng em cũng nhốt anh dưới bếp ăn sáng luôn anh khổ chung thân với người vợ thương chồng. Lời nói cộng với đôi mắt biết nói em nhìn. Tôi tràn đầy hạnh phúc. Tôi thể có trời cao chứng giám. Tôi yêu em yêu đến trọn đời. Tối, em ủi áo cho tôi. Tội cho cái áo nhăn nheo lâu rồi mới được ủi. Em lấy lửa trong bàn ủi lớn. Chiếc áo lâu rồi mới được ủi chưa kịp láng chấm Cộng Hòa. Ấy, như có điểm gì dịch Covid âm 19 bùng phát. Em vo gạo nói, tính đi chợ mua cặp cá sòng nấu ngọt, nhưng dịch bệnh nên thôi, nấu cơm thêm nắm nếp thơm dễ ăn. Nhà mình áp dụng định luật né, không đến chỗ đông người để phòng ngừa. Người ta đồn, hôm qua có ca ép một mua trứng gà của bà ép không? Bà bán bánh xèo nhiễm Covid, Corona ra chợ. Em đi góp rau ngoài vườn, rau mồng tơi bị đốm mắc cua lá bị đốm trắng tròn bằng mắt cua rau lang bị sâu vẽ bùa vệt nhỏ màu trắng đường cong qua lại rau sạch không phun thuốc một sức sống mới dưới bếp bên mâm cơm xịn với món rau mồng tơi bị đốm mắc cua rau lang bị sâu vẽ bùa luộc chấm nước mắm ớt tỏi chanh vậy mà ăn sạch nổi trước đây tôi chia tay em vì thương em hồi đó nghèo quá. Tôi sống một mình bữa chiều ăn cơm nguội. Thường chiều luộc rau lấy tô nước quậy muối é nêm ít hẹ. Cuối bữa ăn hút nước đẻ cơm nguội xuống. Ở quê má tôi trồng hẹ bán. Người trong xóm gọi là bà ba hẹ. Tôi chia tay em vì sợ em khổ lây. Tôi về lại thành phố. Nhà tôi ở trong hẻm. Xóm nhà bị thương vì Covid-19. Có nhà bó như cây bánh tép răng dây cảnh báo nhà có người mắc COVID-19. Bà già đến xóm nhà tôi lượm ve chai từ các thùng rác. Bà mở từng bao rác nhỏ để tìm ve chai. Bà thường đến đây vào buổi chiều. Tôi lì xì hai vỏ lon bia. Bà nhận hai tay. Thường cuối ngày rác nhiều. Thùng nào cũng đầy nhưng dịch bệnh rác ít đi. Thùng rác lưng thì bụng lưng. Bà than rác ít tối qua bà bán bánh ú hàng xóm than trên facebook dịch bệnh làm ế nổi bánh ú nhiều người thấy vậy giải cứu nổi bánh ú cho chị tôi tham gia giải cứu sẵn đó tôi gửi cụ cặp bánh ú nhìn tay cụ run run cầm bánh ú cặp mắt lông mày ông tướng của tôi ứa nước mắt mẹ chồng tuổi già không còn ai thân thiết con trai em là cháu nội duy nhất thằng nhỏ đang gặm đầu gà xem tivi thấy bà già lượm ve chai nhận hộp cơm không đồng chưa kịp ăn. Ngất xỉu, có người đỡ lên, liền hô ơ bà nội. Hôm sau, Cúc đang quét sân thì thằng nhỏ cuốn quần áo nằn nặc đòi về nội. Thì ra bà lượm ve chai bên xóm nhà tôi là bà nội thằng nhỏ. Ngày Cúc về quê, thằng nhỏ lúc đó mới biết bò cách đây ba năm em đưa con về thăm nên thằng nhỏ biết mặt bà nội thằng nhỏ về ở với nội em theo con về làm dâu chăm sóc mẹ già thay chồng ở bên kia thế giới em không muốn làm dâu nữa nhưng muốn không muốn em cũng ở với con con trai em mỗi lần làm phật ý nó nhăn giống bà nội hôm về con trai giao trên facebook ai mua giúp dùng cái chuồng gà bà nội mình đi nội nuôi khổ quá về bên ấy em thấy mình còn duyên nợ với chồng quá cố hồi chồng còn sống chiều nào em cũng ra bờ ao bắt chồng ra ngồi cho em dựa lưng ngắm mây trời em về làm phật bờ ao em điện thoại cho tôi nói vậy mấy hôm nay em gọi điện cho tôi kể chuyện về lại nhà chồng rồi nói lời chia tay dù không ở cạnh nhưng sẽ luôn có nhau luôn được giả đi cùng anh tôi không đồng ý em buồn khóc miết em kể nhà cũ băng bó thấy thương cánh cửa sổ chỗ gường ngủ hai vợ chồng em lúc trước mục băng bó tấm bao tải đỏ tủ lại lúc trước vợ chồng em ở nhà dưới mẹ chồng ở nhà trên em đi đâu thì thôi về quét hàng ba mẹ chồng nhăn mặt tha dùm cái hàng ba giờ hàng ba móp méo nền xi măng lâu ngày có chỗ lún xuống chỗ lồi lên lối ra bờ ao bị bóp cổ nhà hàng xóm chồng trụ rào lấn qua chỗ chồng ngồi cho em dựa lưng ngắm mây trời giờ là đất của anh hàng xóm cô đơn sau ngày chồng mất cúc về quê cất nhà cặp vách nhà từ đường quê cúc cách xa nhà chồng hai mươi cây số ngày đến với em tôi thắp lên ngọn lửa thay vì hờn trách bóng đêm đến giờ tôi thấy mình bị đá như người thứ ba tôi buồn bóng tối cô đơn trong tôi tràn ngập. Mấy hôm sau, tối tôi coi tivi xem mấy nhà răng dây. Có nhà mẹ chồng của em không? Buồn, có hôm tôi nhậu ói mửa chớ đâu phải vừa. Mệt quá ngủ, gần sáng thức giấc nhìn lại tivi coi mình. Sáng, tôi alo cháo lòng, ớn, alo bánh canh hẹ díp tận nhà. Nhìn ao bèo trong tô bánh canh hẹ, sao mà thương mà nhớ. Mùi hẹ nhớ nhung. Tôi điện thoại mời Hồng cà phê. Nhà Hồng ở vùng nông thôn, Hồng với Cúc ở cùng xã mà khác thôn. Tôi chạy xa 10 cây số. Ngồi đợi 5 phút, Hồng đến. Lúc sau có người ôm nồi cơm điện, mũ bảo hiểm, bước vào. Hồng giới thiệu ông xã. Tôi đứng lên bắt tay. Chồng Hồng đứng thấp hơn tôi, cười nói, anh có tội to lắm tôi do dự tội gì hồng đệm vào nhỏ lo to mừng tội nồi cháo bò chồng hồng nói nồi cháo bò mà cười hiền khô ngồi một lúc chồng hồng có việc đi trước chồng hồng bận đi đo đạt suốt hôm thì đo lại cánh đồng bị xe gầu moi đất đắp con mương hôm thì đo đạt khu công nghiệp nhà máy mở rộng hồng khởi nghiệp nuôi bò giờ chuyển sang làm mắm truyền thống em kể hồi nhỏ em là bé ú. Khi lấy chồng giảm gần nửa tả, làm đẹp đi bên chồng điệu đà, uyển chuyển. Tối ngủ chồng la mọi người, em kê cao chiếc gối cho chồng. Vợ chồng em yêu thương cũng có lúc nóng lạnh. Hôm chồng chở em đi trên đường, em ôm eo hỏi, tối nay anh ngủ với ai? Thường chồng em hay ngủ với con ngoài bộ phản gỗ, thì có chiếc xe máy dao. Bánh mì Sài Gòn đặc biệt yêu thương. Bánh mì Sài Gòn không đồng một ổ. Chạy đến. Hỏi ba lần. Chồng điếc vì tiếng giao không nghe. Chờ xe giao bán bánh mì đi qua. Chồng mới trả lời. Em giận bỏ ăn. Khi chồng dỗ được thì em ngoan như bé ngoan. Đục em ăn hết tô cơm. Có lúc chồng nhõng nhẽo nằm lì ngoài bộ phản gỗ để được vợ chiều nghe Hồng kể chuyện vợ chồng có lúc nóng lạnh, thương. Về đến nhà, tôi ghi sổ thủ giặc. Tối đó hai giờ sáng mà mắt sáng trưng. Nghĩ tức, tôi thấp thướt, lâu kiếm được người cao thua mình. Vậy mà có người thương yêu, năn nỉ, còn mình ế vợ lâu năm, buồn lại thêm buồn. Buồn, chiều hôm sau tôi đi nhậu thấy ông lãnh đạo phát biểu buổi hội thảo hôm trước vào quán ông lãnh đạo nói giọng nghị quyết trong giờ hành chính ngoài đời thuộc diện trời ơi đất hỡi ông đi với mấy em chân dài ông tán từ em này sang em khác ông này làm ăn kiểu đó không được lát sau tôi thấy trông hồng đến sáp vô ngồi cặp mắt lông mày ông tướng của tôi bắt tại trận chồng hồng cùng ông lãnh đạo ngồi nhậu với em gái chân dài Hai người nói chuyện với mấy em dốc bà cố. Tôi theo tài xế lái chuyến xe không đồng đến các miền quê, chụp hình tôn vinh ánh mắt người trao vui mừng của người nhận. Thấy thương quá chừng ánh mắt biết nói lời cảm ơn những đứa trẻ nghèo khổ ở miền quê. Tôi về, Hồng nhắn tin hẹn cà phê. Hồng buồn, kể chuyện đường tình duyên của Hồng hơi dài và lận đận, sợ sát chồng như chị Cúc hôm rồi em hạ gò má. Vậy mà. Khóc. Nhà làm mắm lắm hải sản kể chuyện chồng yêu vợ. Giọng hát hay như máy cassette hôm nào giờ lại khóc. Tôi không tin vào nước mắt. Cuối cùng người chê nồi cơm tôi nói rõ. Ly hôn. Hồng bằng lòng với số phận hầm hiu. Hồng hỏi thăm hoàn cảnh nồi cơm ngon nhất thế giới của tôi. Tôi không trả lời hồng nói nghĩ lại thương nổi cơm anh quá từ đó đến nay không nghĩ thì thôi nghĩ lại em mùi lòng khuya tôi bảo thôi về hồng nói chờ em khóc chút đã tôi con sâu không làm dầu nổi canh đừng đổ thừa tôi tội thề chương trình mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn tha thứ. Sau khi bánh xe tải băng qua Nam rồi nghiến rít trên mặt đường, ai đó lập cập nhặt được cái điện thoại văng ra cách đó vài mét, bấm số máy cuộc gọi gần nhất trước khi các cầu dao trong cơ thể sập xuống. Gương mặt thân thuộc mà Nam nhìn thấy cuối cùng là người bạn từ thời phổ thông. Bà ta, trốn, mất, tao xin, lỗi số tiền. Thều thảo đến đây thì lớp lớp sương mù đã chụp xuống. Thành nghe rõ từng câu đứt quãng. Tất cả nhảy múa trong đầu khi vạt máu linh loang nhuộm đỏ một vũng đường nhựa. Nắng hực lên. Đám người hiếu kỳ khép chặt vòng tròn. Nháo nhác bàn tán trong khi ai đó cuống quýt gọi xe cứu thương. Sắp xếp từng tiếng. Từng tiếng hụt hơi của người nằm sóng xoài trên mặt đường nóng rẫy. Thành bùn rùn. Số tiền đó là tất cả dành dụm của Thành và gom góp của bà con, bạn bè. Họ tin Thành như Thành đã tin vào mối làm ăn của người bạn thân gần chục năm qua. 400 triệu chớ có phải 400 nghìn hay 4 triệu. Giờ bà ta bỏ trốn. Hèn chi hôm trước Loan gọi. Hỏi Thành ơi có chuyện gì mà cả tuần nay anh Nam đuổi ruồi không bay. Ngày nào cũng say chân đi không vững nghe ảnh gọi điện nói với ai đó hình như có bà nào chạy qua mỹ mất rồi giờ thì thành đã rõ anh chợt cảm thấy lạnh toát chừng như có một tảng đá bất ngờ ép chặt ngực anh đau thắt bức bối không thở được thành ôm ngực cố hớp khí trời như con cá bị mắc cạn anh ngã xuống mặt đường nhựa nóng dẫy khi tiếng còi xe cứu thương xé đám đông vạt đỏ vẫn loang trên mặt đường. Nắng trói trang làm nó chuyển màu sẫm. Bên trong nam, các cầu dao của sự sống đã sập xuống. Chiếc băng ca đưa thành lao đến khoa tim mạch can thiệp. Dòng điện tâm đổ thẳng thốt thông báo với những người mặc blue trắng tin giữ. Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Block nhĩ thất. Đám mây u ám xà xuống bàn nghiêng thông tim. Máy xe am chờ tới, bốn hình dây tốc độ khung hình thấp nhưng vẫn giúp vị bác sĩ mặc trang phục xanh truy tìm cục máu đông đang chặn đứng dòng máu nuôi dưỡng trái tim thành với sự hỗ trợ của thuốc cản quang những gương mặt căng lên trong cuộc chạy đua sinh tử đây rồi động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn ở đoạn gần dưới lớp vải phủ màu xanh thành như ngọn đèn mong manh trái tim hấp hối không chậm trễ Đôi tay thuần thục của vị bác sĩ luồn ống thông vào lòng động mạch, từ đùi đi dần đi dần vô trái tim. Rồi dây dẫn đưa những dụng cụ nhỏ xíu siêu vào, mở chỗ bị tắc nghẽn trên động mạch vành phải. Hình như Nam đang lướt vô căn phòng sáng choang. Mày tới đây làm gì? Coi tao chết có phải không? Không, mình tao chết thôi, đem theo món nợ đó. Xin lỗi mày phải chi tao có thể cho mày trái tim chưa dập nát của tao nhưng mày sẽ sống thấy không người ta đang cứu nhớ sống luôn phần tao lo lắng cho loan dùm tao mày cũng thương loan mà đúng không tao xin lỗi bóng được bơm lên nong chỗ bị tắc nghẽn trên động mạch vành phải giá đỡ động mạch vành mở ra áp sát thành mạch ngay lập tức dòng máu ùa vào vỗ về cơ tim đang suy kiệt. Trong mắt Thành, làn xương bồng bềnh mờ ảo tan dần. Ekip can thiệp thở phào khi thấy huyết áp của bệnh nhân dần ổn định. Góc ngã từ gần nơi chiếc xe tải băng qua người Nam trong buổi xế chiều loạn choạng say. Người ta đã xây một trung tâm thương mại to đùng. Chẳng ai nhớ về vụ tai nạn năm đó, khi người đàn ông trẻ đi chiếc xe máy cũ nghiêng ngả băng qua trên tay cầm điện thoại di động. Nạn nhân tắt thở trên đường đưa tới bệnh viện. Báo chí địa phương thông tin vậy. Cái chết đặt dấu chấm hết cho khoản nợ lớn của Nam. Khi người đàn bà huy động vốn làm ăn trả lãi cao, đảm bảo uy tín đã im du chuồn ra nước ngoài. Cái chết đẩy loan, với giọt máu của Nam trong bụng, sang dòng đời khác. Nghĩ lại thành nghĩ lại 400 triệu hồi đó sao mà lớn vậy? bây giờ nó vẫn vô cùng lớn, với những người cặm cụi nhặt từng đồng lương. Thành khác họ, Thành phấn đấu và đạp đổ những kẻ cản đường. Thành đã ngồi được vào cái ghế khao khát. Thành biết cách kiếm tiền, rất nhiều tiền. Thành mua những thứ, những người cần mua, những bể vệ và xun xoe, cả những mắt bổ câu, cầm vê lai, ngược năm nghìn đô rừng rực, chân thẳng tắp đã chết hụt vì tiền bây giờ thành phải ngồi trên tiền ngạo nghễ loan không cần nhiều tiền bởi nhiều bao nhiêu cũng không thể chữa lành vết thương đầu tiên là vết trọng thương khi chiếc xe băng qua người nam lúc đó loan đang trên lớp mỉm cười dạy tụi nhỏ hát em sẽ là mùa xuân của mẹ em sẽ là màu nắng của cha hạt mầm nam gieo vào loan giờ đã vô đại học Loan thấy mình may mắn hơn một số bạn bè khi con mình học trường tốt mà không phải thắc thỏm lo tiền bạc. Cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nếu một tháng nhận năm, sáu kế thiệp mời đám cưới. Nhưng Loan chưa bao giờ dám xe xua trưng diện, là vì vẫn còn đau bởi câu hỏi cứ đập đi đập lại trong đầu, nếu không cùng quấn nợ nần. Nam có nhấn chìm mình vào những cơn say để rồi chết thàm. Còn người đàn bà đã ôm mồ hôi máu của Nam, của Thành và nhiều người khác chạy qua tận phía tây bán cầu. Rốt cuộc cũng đâu có trốn được ông trời. Rốt cuộc cũng tan ra bại sản. Bạn bè nói loan giàu mà không biết hưởng. Ngay cả áo quần, mỹ phẩm cũng rất bình dân, không xứng tầm vợ xếp. Phải tân trang bản thân thì mới giữ được chồng. À, dưới trung tâm thương mại đang giảm giá sâu, người ta nườm nượp mua sắm. Đi nghen. Không đâu, đồ kẹo kéo. Bộ lúc chết ôm tiền theo hả? Loan không kéo. Chỉ là Loan không dám đi ngang qua nơi đó. Nơi bánh chiếc xe tải đã băng qua thân thể người đàn ông của Loan. Đi qua đó, Loan sẽ lại thấy Nam nằm trên vũng đỏ. Giữa hừng hực nắng xé. Lâu rồi, người chồng không còn bận tâm về những sao sắc trên khuôn mặt vợ. Nhà cửa xe cộ vậy, cô còn muốn cái gì? em muốn anh bớt ngoại giao một chút dành thời gian cho con và đừng nuông chiều thằng bé quá cô có thấy tôi bận lắm không cô ở nhà chỉ mỗi việc nuôi dạy con mà cũng không xong nhưng anh nuông chiều quá thằng bé tôi khổ nhiều rồi giờ con tôi phải được sung sướng cô không thương nó bằng con chị vì nó là con tôi trong lòng cô chỉ có con của thằng nam thôi những vết thương hình thành theo năm tháng ngày một rộng ra, toàn hoác. Thành thuật buồm xuôi gió, cho đến một ngày dường như ông trời nhận ra ông đã quá hào phóng với kẻ chết hụt. Đơn thư khiếu nại, tố cáo như bươm bướm bay ra tận trung ương. Những đoàn thanh tra xuất hiện, đám đàn em thưa dần. Đó là khi người ta biết Thành sắp nhận án kỷ luật. Đàn anh gọi tới, nói một thôi một hồi. Đó là cách giải quyết êm thấm nhất cảnh cáo, và một lá đơn gửi lên cấp trên, xin nghỉ hưu trước thời hạn, vì lý do sức khỏe. Đến tuổi này, ai mà chẳng có chuyện nọ chuyện kia về sức khỏe, nhất là khi bị mải ra bã qua mấy đợt thanh tra. Người ta nói đúng, mất ghế là mất hết. Thật ra cái ghế không mất, nó được chuyển giao từ người này qua người khác, tức là chuyển giao luôn những bồng lộc, hoa hồng hoa huệ, những bờ đỡ xun xoe, những sinh tươi ngơ ngác cần được nâng đỡ không trong sáng. Đầu dễ gì quen với sự thay đổi này. Sáng trưa chiều tối uể oải đi qua, thành nổi nóng khi người vợ có gương mặt sao xác nấu một món ăn không vừa miệng, pha ly nước cam hơi ít đường. Thằng con trai gọi điện xin tiền, ngẩn tỏ te khi bị cha nạt. Đám đàn em đi đâu hết rồi? mấy con bồ thơm như múi mít cũng mất tăm mất tích. Thật ra thành vẫn còn con bồ ruột. Á khôi cuộc thi nhan sắc cấp khu vực chớ không phải tầm thường. Nàng đang theo đuổi giấc mơ ca sĩ ở Sài Gòn và sống trong căn hộ chung cư mà thành được tình thương mến thương sau một dự án. Hai ngày trước, nàng gọi Zalo, cười rạng rỡ nói anh yêu ơi em sắp qua Hàn làm một bộ ảnh. Anh cho em tiền tiêu vặt nha. Ờ, uh, ờ, uh. yêu anh nhất trên đời. Anh chuyển 20 triệu nha nha. Em đang bận lắm luôn nè. Nàng gửi cái hôn gió rồi kết thúc cuộc gọi. Thành chưa vội chuyển tiền. Chỉ mất một giờ bay là tới Sài Gòn. Cứ im re mà đi. Không báo trước. Để xem con này có chuẩn bị qua hàn chụp hình thiệt không. Trước khi gặp cô bổ ruột, Thành ghé thăm tụi nhỏ tám giờ sáng con chị đã đi làm thằng em vẫn còn nằm gác chân lên cửa sổ chơi game trợn mắt hỏi sao con không đi học thành nghe quý tử cười hì hì môn này ớn lắm ba ơi với lại mấy năm đầu đâu có gì quan trọng chiều con chị về thành quạt một trận về chuyện không nhắc nhở em học hành nó rơm rớm nước mắt có mấy lần con gọi điện cho ba lúc đó ba con cũng nói với má nhưng mà bữa cơm chiều trong ngôi nhà sang trọng chỉ đầy những khoảng lặng chín rưỡi tối thành đặt grab đến căn hộ chung cư loay hoay một hồi vẫn không mở được cửa người đẹp đã thay khóa máu dồn lên mặt thành bấm số gọi đến lần thứ tư cô á khôi mới nghe máy anh yêu ơi em vẫn chưa nhận được tiền nè cô đang ở đâu về ngay sao lại thay khóa những câu hỏi trồm lên. "Ủa, anh tôi đứng ngay trước cửa. Về nhanh." Thành gằn giọng. "Em đang đang ở Vũng Tàu. Sáng mai em về." Cánh cửa gỗ hực lên khi Thành đá mạnh. Con này đang tính cắm sừng mình đây. Từng khớp xương rên lên đau nhức. Cửa thang máy mở, đón Thành ở tầng 15 rồi nhấc lên tầng 22 một cô gái bước vào. Rất trẻ, rất xinh, mặc chiếc đầm đơn giản dài ngang gối khoe đôi chân thon thả. Cô gái bấm chữ G rồi dán mắt vào màn hình điện thoại. Tia nhìn của người đàn ông già từ gương mặt như trăng rằm xuống cái cổ cao, già lên vầng ngực thanh xuân. Trong đầu bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô bé, cho anh số điện thoại. Anh mời em đi chơi cô gái rời mắt khỏi màn hình, ngước nhìn thành. Đôi mắt trong veo, chừng như những lời đường đột, kẻ cả của người đàn ông tóc hoa dâm làm cô ngạc nhiên ghê lắm. Đi chơi với anh, anh sẽ mua tặng em cái iPhone mới cứng. Đôi mắt tròn mở to, kinh ngạc, đôi môi xinh khẽ cử động, hình như cô gái trẻ định nói gì đó nhưng không thốt nên lời kế cổ cao vươn lên kiêu hãnh sau khi đôi mắt ném về phía thành tia nhìn khinh bỉ trong câm lặng. Cô gái lại dán mắt vào màn hình điện thoại soảng xĩnh. Nếu thêm một người bước vào thang máy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật xui là thang máy vẫn chạy gì gì. Và gã đàn ông từng ngoắc tay thì có ngay một em xinh tươi xà xuống rồi thỏ thẻ anh ơi nhớ quan tâm tới việc A việc B của em nha không thể nào chấp nhận sự khinh miệt này. Thành bước nhanh tới. Và khi cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì thì đôi tay Thành đã ghi lấy gương mặt thanh xuân. Thành nuốt gọn đôi môi kiêu hãnh của cô vào miệng. Mất mấy giây, đôi tay nhỏ nhắn của cô gái ôm eo Thành. Vậy mà tưởng Thanh cao lắm. Chắc cái iPhone mới cứng bắt đầu phát huy tác dụng. Nhanh như chớp, cô gái xoay mạnh 180 độ. Cả thân người gã đàn ông va vào thang máy hai gọng kìm nhỏ nhắn nhưng rắn chắc chụp đầu thành dập tiếp vô. Một bầy ong túa ra trong mắt. Cô gái dùng mu bàn tay trà thật mạnh đôi môi, tựa như vừa chót chạm vào một vật bẩn thỉu. Cô không nói câu nào, chỉ có đôi mắt quắc lên những lời khinh miệt. Cửa thang máy mở, đà nữ có gương mặt thiên thần thong thả bước ra. Loan hơi ngạc nhiên khi chồng về sớm hơn dự định khuôn mặt giống như người vừa thua đậm chứng khoán định đi siêu thị rồi nấu một bữa ngon nhưng chồng đã khoát tay tôi về quê cho nhẹ nhàng đầu óc chừng nào ớn thì về tôi sẽ tắt máy đừng có mà tìm cách gọi điện nhìn chiếc xe lăn bánh khỏi cổng loan tháo mũ bảo hiểm treo chìa khóa lên móc nhà chỉ có một mình ăn gì chăng được thành đi được ba ngày thì công an tìm tới họ nói rõ ràng chậm rãi nhưng Loan nghe một chập vẫn không hiểu ra làm gì có chuyện đó chắc mấy anh Lâm có khi người giống người chớ chồng tôi chồng tôi camera trong thang máy đã ghi lại toàn bộ chị hãy liên lạc với chồng khuyên ông ấy hợp tác với chúng tôi và có động thái phù hợp với cô gái bị quấy rối chiều hôm đó người bạn thân gọi điện trời ơi Loan ơi trên báo mới người ta nói ông thành hình như đúng là ông thành có đăng ảnh nữa mặt đất bồng bềnh dưới chân người mẹ nghĩ đến hai đứa con chị lựa lưng vào tường khi nước mắt lặng lẽ chảy thành tính về quê câu cá nghỉ ngơi thư giãn nhưng đi bộ một đoạn ngắn là thở hơi lên đau ngực chắc có gì không ổn phải về rồi tới bệnh viện coi sao Điện thoại vừa bật lên thì một đống tin nhắn ảo vô. Báo cuộc gọi nhỡ. Cô bổ ruột gọi hơn chục cuộc. Sợ rồi chớ gì. Cần phải dằn mặt cho cô ta biết mình đang ở đâu. Thành bấm số. Hỏi cộc lốc gọi cái gì đó. Ngay lập tức, cô á khôi vãi đạn vô tai. Anh trốn biệt ở đâu hả? Tôi phải đi hầu công an mấy lần. Biết không? Tại sao anh làm vậy? Đồ biến thái giờ thì nổi tiếng rồi đó. Anh đừng bao giờ gọi điện hay tới tìm tôi nữa. Cô điên hờ, đang nói cái gì vậy? Nhưng người đẹp đã tắt máy. Thành gọi, chỉ nghe tiếng ò ý e. Loan đón chồng bằng gương mặt hốc hác tiểu tụy. Thành định nói cô dẹp gương mặt ám chủ đi. Tôi mệt quá rồi nhưng Loan đã chìa ra một trang báo mạng. Nhìn kỹ, Thành choáng váng cơn ác mộng trong thang máy hiện hiện trên màn hình. Hình ở đâu ra mà nhiều vậy? Hình thành loay hoay mở cửa căn hộ chung cư. Hình thành trong thang máy. Thành tóm lấy cô gái. Đẻ khuôn mặt mình lên khuôn mặt cô. Và hình thành bị dập đầu vô thành thang máy. Sau khi con nhỏ tưởng như chân yếu tay mềm kia thi triển võ công. Nó đánh mình. Nó cố ý gây thương tích cho mình vậy mà thiên hạ còn nhào lên chửi bới mình quấy rối tình dục. Cô bé đó chắc trang lứa với con gái mình. Anh đâu có thiếu đàn bà. Sao anh? Câu hỏi của người vợ lơ lửng trong căn phòng đã không còn không khí. Ngộp thở quá. Tụi nhỏ biết chưa? Sao lại chưa? Báo mạng đang tùm lum. Ghi cặn kẽ tên tuổi. Địa chỉ. Nguyên là thế này thế kia các luật sư dẫn điều nọ điểm kia so sánh đối chiếu đề nghị sửa đổi khung phạt như gãi ngứa có người đề nghị đưa vô hình sự trời ơi ai mà nhớ trong thang máy có gắn camera nếu nhớ thì ngu hay sao mà làm vậy đàn bà thiếu gì thành ngước mắt nhìn vợ định nói câu gì đó nhưng căn phòng không còn không khí để thở đau quá đau thắt ngực ngột như con cá bị quăng lên bờ. Thành ôm ngực, gương mặt loan nhanh chóng nhòa đi. Xe cấp cứu giúp còi khi bệnh nhân co quắp tay chân, vật vã. Màn xương dày đặc bao phủ thành trở lại căn phòng sáng choang. Nơi DSA thiết bị chụp mạch máu số hóa xóa nền sử dụng tia X đã thay thế cái xe am cũ kỹ. Tại đây, trong căn phòng này, sinh mệnh con người được tính bằng phút nhất là khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến choáng tim ngừng tuần hoàn hô hấp những hình người lao sao những bước chân gấp gáp các bác sĩ hối hả dùng thuốc vận mạch liều cao và đặt máy tạo nhịp tạm thời dsa chồm tới ôm lấy khuôn ngực bệnh nhân bất động dưới lớp vải phủ màu xanh dsa lick kích phát tia phóng xạ ông bác sĩ vội vã gọi loan vào chỉ vô màn hình máy tính phập phồng những con đường quanh co, lớn nhỏ. Đây là hệ thống động mạch vành cung cấp máu nuôi dưỡng trái tim. Đây, thân trung động mạch vành trái, cung cấp đến 80% máu nuôi dưỡng toàn bộ cơ tim bên trái. Nó bị bóc tách một đoạn. Bệnh nhân ngưng tim ngưng thở. Nguy cơ tử vong rất cao nếu không nhanh chóng tái thông dòng máu và nếu trong lúc can thiệp, dây dẫn đi vào lòng mạch giả làm cho lòng mạch giả lớn thêm giải thích để chị hiểu đây là thủ tục bắt buộc chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng chị cũng cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất tai người vợ ù đi tưởng chị có gương mặt thật gương mặt giả để diễn với người đời ai ngờ sâu tuốt trong trái tim mà cũng thật giả lẫn lộn tại một chỗ nào đó mà vị bác sĩ mặc trang phục xanh gọi là thân chung trong trái tim thành đang có lòng mạch thật với lòng mạch giả tức là sau khi mảng sơ vữa trong lòng mạch máu ở đó bị bong ra dòng máu đi qua xé đẩy và lật mảng sơ vữa tạo thành một lớp màng giữa lòng mạch máu lớp màng và cái lòng mạch giả đó đang đe dọa cướp đi cuộc sống của thành nắm chặt hai tay người vợ lầm rầm cầu nguyện trong màn sương hư ảo, bóng nam lại xuất hiện, lướt đến bên bản nghiêng, nơi thành bất động khi dây dẫn thận trọng và khẩn trương tiến về phía thân trung động mạch vành trái. Vẫn gương mặt, vẫn ánh mắt dầu dầu của hơn hai chục năm trước. Đừng nhìn tao vậy, tao sẽ sống, người ta sẽ cứu tao, giống như trước kia. Không đâu, trễ rồi, lần này thì không ai cứu được mày. Không. Tao cần sống. Tao muốn sống. Mày chết rồi. Mày bắt đầu chết từ khi mê đuối đồng tiền và bán mình cho nó. Mày chết khi đẻ khuôn mặt mày lên khuôn mặt cô bé đáng tuổi con tụi mình. Thời gian đông đặc cho đến khi cách cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ mặc trang phục xanh hiện ra. Chạm vào ánh mắt ông. Loan khụy xuống. Không nhiều người đến đưa tang nhưng những ánh mắt hiếu kỳ những tò mò có phần háo hức thì nhiều lắm. Đâu, để coi bà vợ ổng. Thấy chưa, bà có khóc đâu. Đứa con gái đẹp đó chớ. Ờ, à, thằng con trai coi bộ giống cha ghê. Ôm chặt di ảnh chồng, Loan đi bên cạnh con trai ôm lư hương, lướt qua những gì dầm bàn tán, suýt xoa chỉ trò, miệng lâm dâm niệm nam mô A-di-đà-phật. Nhà sư nói nước mắt làm người chết bịn dịn luyến ái, Thành sẽ không được tránh niệm vãng sanh. Loan muốn chồng bỏ hết bỏ hết những khổ đau mê muội để hoàn toàn thanh thản. Trong di ảnh, Thành mỉm cười. Đó là hình chụp Thành lúc ngoài 40. Hai đứa nhỏ nói không được đâu mẹ, chồng ba trẻ quá, người ta nhìn vô sẽ nghĩ ba mất khi còn trẻ. Nhưng Loan vẫn chọn cái hình này. Loan thích nụ cười của Thành khi đưa cả nhà đi chơi. Hồi đó Thành chưa lên xếp lớn. Thành làm việc quên ngày đêm, kiếm đủ tiền trả khoản nợ lâu năm cho bà con, bạn bè. Khoản nợ 400 triệu đồng mà người đàn bà kia đã vù mất. Hồi đó mỗi lần đi làm về trễ, Thành ôm vợ hỏi bữa nay em cho ba cha con ăn món gì đây? Hồi đó Thành hay cười với con và chưa mê muội vì tiền sau này mỗi lần mâu thuẫn thành nói cô không yêu tôi cô chưa từng yêu tôi cô còn nghĩ tới thằng nam không phải đâu loan đã yêu khi đứa con của nam sốt bừng bừng giữa khuya thành lấy xe máy chở hai mẹ con đến bệnh viện quáng quảng tới mức quên mất đang mặc áo thun ba lỗ loan đã yêu khi nghe chồng gọi con gái ơi dịu dàng như thể con bé là giọt máu của anh nhưng tình yêu như cái cây như bông hoa cần được nuôi dưỡng loan khẽ chạm tay vào linh cữu chồng trước phút hạ huyệt lúc này loan mới khóc từng giọt nước mắt run rẩy tan vào cát trắng yên nghỉ nghe anh trong đất ấm dưới rực rỡ trời xanh trong di ảnh thành mỉm cười nhẹ nhõm khi mọi thứ đã hóa phủ vân và những mê muội lỗi lầm đã được tha thứ Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn con hẻm. Sai lầm của tạo hóa là gieo một giống hoa quý trên dải đất bạc màu. Sai lầm của đám mày dâu nơi phố huyện là đánh rơi một bóng hồng nơi ngã tư hưu quạnh đằng kia. Thật là một sơ suất lớn. Dường như chị đang đợi ai đấy. Cũng chẳng rõ. Người ta thấy chị đứng đấy từ lúc chặng vạng tối lúc phố xá náo nhiệt nhất cho đến khi mọi thứ ngập ngụa trong bóng đêm chị cũng vẫn đứng đó một cơn gió phớt quà kéo theo đám lá khô đi hoang trên phố giờ này chẳng còn ai ngó đến chị đã muốn về nhưng chẳng biết phải về đâu cứ quanh đi quần lại góc phố này mỏi quá chị tựa lưng vào trụ đèn chị sắp phải khóc thét lên vì đói rồi đây đây là lần thứ mười chị luồn tay vào cái túi sách giống tuếch để ai cũng hiểu sự quan tâm nồng nhiệt của chị với nó. Chẳng biết cái thời chị đã từng lôi một nửa đàn ông ở phố này lên giường như người ta kháo với nhau biến đâu mất rồi. Cho dù đó là sự âu yếm đầy cạm bẫy hay là hạnh phúc thoáng qua cũng đã từng tồn tại giai thoại đó. Rồi khi nhắc đến chị, cơ mặt những gã đàn ông ấy lại bày ra một thứ biểu cảm rất chi là nham nhở, một nụ cười thỏa mãn rồi họ cùng nhắc lại những cuộc phiêu lưu ở hẻm yêu trong một buổi cà phê sớm hẻm yêu hẻm yêu bây giờ đã không thuộc sở hữu của các chị nữa hẻm yêu bây giờ đã không còn nhộn nhịp như trước nữa có chừng hai tháng trở lại đây hẻm yêu bị đám nghiện chiếm mất rồi mới hôm kia chị còn bắt gặp một thằng đứng thủ dâm ngay đầu hẻm mới ác mặt hắn khuất trong túi nên không nhìn rõ nhưng vừa thấy chị đã chạy mất dép cũng vì thế nên chị đành ra đây đứng để tránh thằng biến thái kia. Công an phường đang có chiến dịch truy quét mấy tay nghiện ngập. Công an đã để mắt đến hẻm yêu rồi. Số chị thật khổ. Làm ăn đã khó. Tết dí tới đít mà còn bị chiếm chỗ đã đành lại còn chẳng biết khi nào bị công an hốt lên phường nữa. Nghe đầu cán bộ Hà, người mà các chị gọi là Hà ớt vừa được phân công phụ trách địa bàn phường này thay cho một cán bộ trẻ mới ra trường mà ở phường này thì con hẻm yêu là phức tạp nhất. Ai còn lạ gì? Hỏi sao hà ớt không chú ý cho được? Hà ớt thì các chị nhãn mặt ra. Đàn bà tính đàn ông. Bốp chát. Nói năng như cái muỗng nạo vào đít chén. Địa bàn mà xảy ra vụ việc là rốt rẹn tới ngay. Chị bị hà ớt tóm một lần. Phạt hành chính hết hai trăm chẳng tiếc. Khổ nỗi phải nán lại nghe giảng đạo hết cả tiếng đồng hồ mới được về. Trước khi ra về, chị cũng soi cô ta một tí. Chị không muốn lên mặt dạy đời ai nhưng cũng muốn chỉ dẫn cô em một chút. Không phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ thì không ai nhận ra khuyết điểm của mình. Cô em cũng đâu đến nỗi tệ. Dù trinh sát địa bàn mấy ngày không về nhà là có thật nhưng nước da bánh ít ấy chỉ qua vài liệu trình thảo dược là sáng lên thôi. Tóc nên uốn một chút, cứ để xuân đuột thì chẳng mua đen tí nào không biết cô em có thấy Victoria S. Secret vừa ra mấy kiểu áo ngực mới không? Phụ nữ làm đẹp chút xíu thì chết à? Nhưng nghĩ lại cô em khó tính ấy có thể sẽ không nghe theo mà lại giả nữa thì lại khổ thêm. Để thay đổi suy nghĩ của một cô gái quá lứa thật không dễ dàng. Hà ớt vừa nhận địa bàn. Nghiên cứu hồ sơ điều tra địa bàn hành chính phường đã nắm được gần như 80% tình hình an ninh trật tự khu vực này với một cán bộ lâu năm như Hà, ớt thì việc cài cắm cơ sở nắm tình hình địa bàn và theo dõi đối tượng là việc chẳng khó khăn gì. Chị chắc chắn Hà, ớt sẽ tung mẻ lưới săn tay biến thái hay rạch đùi học sinh đi ngang qua hẻm này trước rồi tiếp theo là các chị. Thằng đấy bị tóm cổ thì chị mừng. Hắn mà còn quanh quẩn chỗ này thì có ngày không chị thì cũng mấy em học sinh chết với hắn thôi. Trong hoàn cảnh này, hành động dũng cảm nhất vẫn là suy nghĩ cho bản thân mình. Chị liền nghĩ tới tên xe ôm ở đầu đường tỉnh Lộ 2. Chị muốn đánh một quả. Chị muốn thử vận lần nữa mới tìm đến hắn. Mấy lần tiếp xúc nên chị biết hắn củ mì và tốt bụng lắm. Cách đây một tháng, hắn đòi chở chị đi biểu tình phản đối luật an ninh mạng kiếm vài trăm xài. Bị chị quạt cho một trận liền phán chị là một con đĩ yêu nước rồi lặn mất tâm rồi lần nọ chị dính tới lão già cốc đế keo kiệt mày có hắn giúp không thì mệt mỏi rồi có ai biết trước những người đàn ông có vẻ ngoài hào phóng lại là một tay bùn xỉn thứ thiệt trái lại người nghèo họ rất hào phóng cũng bởi chính sự hào phóng đó mà họ trở nên nghèo lão già vui vẻ với chị nhưng đặt phòng nhỏ và rẻ nhất đi ăn thì mặc cả với phục vụ bàn về giá cả niêm yết trên thực đơn trước khi gọi một món rẻ tiền Suốt cả đêm đi với lão, hành động hào phóng hiếm có nhất là 500 ngàn mới cứng lão trả chị. Rồi vợ lão hay, lão xâm phạm khoản tiền mụ rẻ sẻn để mua son. Chiều hôm sau, mụ kéo thêm mấy bà sồn sồn tới hẻm yêu tìm chị. Mày có hắn giải vây, không thì bây giờ cái mặt có mà bị người ta vạch nát ra rồi. Nhưng chị nhớ lời cảnh báo của công an phường trong cái lần chị bắt gặp thằng khốn thủ dâm ở đầu hẻm tay xe ôm là đàn ông nên có thể hắn có dính líu vụ này đang nằm đánh võng trên xe gặm móng tay trông thấy chị hắn liền kêu hê cô em mông đẹp thế chị giật mình hai cánh tay gồng lên chắc nịch chị nhìn mãi cũng không tìm thấy ở hắn chút gì đó có thể nhen nhóm cho niềm hy vọng vốn đã tắt ngóm trong chị bùng lên một chút cũng không khi đồ quỷ Bộ thèm lắm hả? Thèm chứ. Chị vùng vằng bỏ đi. Hắn nổ máy xe. Cuộn tờ báo nhào tới bộp vào mông chị. Quý! Làm gì thế cha nội? Cuối năm rồi. Xả xui đi em. Rồi về đón giao thừa. Hắn lia mắt một vòng rồi phán đàn bà con gái gì mà tay chân như lực sĩ ấy. Hành động của hắn làm chị nhớ đến tay thủ dâm trong hẻm yêu thằng đó chỉ loanh quanh đâu đây thôi bây giờ chị rất mong công an vào cuộc thằng đó mà bị tóm thì hẻm yêu lại thuộc về các chị thôi nhưng dù sao đó cũng là việc của cơ quan chức năng nhưng trong cơn đói này chị không có thời gian nghĩ nhiều về cái chuyện đó hắn dê xe sau lưng chị tiếng xe ồ ồ nhưng chị vẫn nghe rõ đi ăn với anh không anh đói quá chúng ý mặt chị bừng sáng. Chị nhuện miệng cười nhưng lở đi, lại làm giá, lại nũng nịu, mỗi cái một chút rồi buông một câu cụt lùn. Không đói, hắn vẫn dê xe theo chị, rất tình nhưng cũng rất dại. Ăn khuya với anh rồi về nghỉ. Giờ này nguy hiểm lắm, em đi một mình xui xui gặp mấy thằng biến thái thì khổ. Chị ngần ngừ vài giây rồi nói, thôi được, là anh năn nỉ tôi đó nha." Bảy đặt óng ẹo lên xe anh trở đi. Chị đặt cặp mông hắn vừa khen lên xe. Gặp hắn đã mấy lần nhưng duy trì lần này chị mới chịu để hắn đèo đi. Và có lẽ sự đồng đảnh như tiểu thư nhà quyền quý của chị lại khiến cho hắn lấy làm vui sướng lắm, nên vừa chạy xe vừa huýt gió. "À, anh có gặp Hà ớt bao giờ chưa?" Chưa có làm gì phạm pháp đâu mà sợ chị cười mát với hắn rồi nói nếu người anh chợ không phải em mà là hà ớt thì sao hắn khịt cái mũi xù xì những mụn lên cười hê hê hà mà cỡ có cũng chẳng sao nghe nói hà ớt như đàn ông đâu dịu dàng ăn mặc hợp mốt như em chị im lặng hắn nhấn ga phóng nhanh về phía trước đường vào hẻm yêu thì chị còn lạ gì. Nên chị vỗ vào vai hắn, gầm lên. Anh đi đâu vậy? Tới chỗ này làm gì? Đi ăn chưa đi đâu em? Hắn gạt trống xe, nhảy xuống, vừa sắn tay áo vừa nhoẻn miệng cười. Sự sung sướng lộ lộ trong ánh mắt hắn làm máu trong chị trào lên. Cái vẻ ấy chị đã thấy nhiều rồi, cũng chẳng có gì đáng ngại. Giờ này hẻm yêu vắng quá, chẳng có ai ra đường. Chị đổi giọng khi hắn sấn tới. Mày định làm gì? Làm gì cô em hả? Hắn vừa nói vừa kéo phép mơ tuyệt kia rột, lôi vũ khí ra, búng tanh tách trước mặt chị. Hắn đình ninh chị sẽ tá hỏa như mấy em học sinh nên nhếch miệng cười tinh quái. Thì ra là mày hả? Chị hử lạnh. Dứt cầu, chị phóng tới giật tay, đánh vào cổ hắn rồi quật ngã nghiêng. Hắn trở tay không kịp bị bàn tay cứng cát chế ngự. Hắn dãy đành đạch như cá bị cạo vẩy. Con đi, mày làm gì tao vậy? Làm cái điều tao muốn suốt hai tháng nay. Tao săn mày lâu lắm rồi đó thằng biến thái. Có tiếng xe nổ máy, rồi từ ngoài đường, hai thanh niên nhấn ga đâm thẳng vào hẻm. Còng tay hắn lại rồi đưa lên xe thả tao ra. Tao làm gì mà bắt tao? Hả? Mà tụi mày là ai? Mặt hắn đần thấy rõ khi nhận ra hai thanh niên hôm trước giàn cảnh đánh ghen chị. Đồng nghiệp của tao đó. Lên phường. Mau. Chị vừa tháo bộ tóc giả, vừa quắc mắt. Thì ra mày là... Hắn há hốc mồm, nhìn chị chân chối. Hà ớt đây con không uổng công tao với anh em nhịn đói từ chiều đến giờ. Hôm nay tao bắt quả tang cho mày hết đường chối cãi. Nghe danh hà ớt, hắn dùng mình như bị xối nước lạnh, ú ớ. Thả tao ra. Bơ. Có hơi sức thì cứ la tùy thích. Tao cũng muốn cho khu phố này xem cái clip mày diễn xuất hồi nãy đó. Chị cười gần luồn tay vào túi sách để tắt thiết bị ghi hình ngụy trang cái cúc cải nắp túi theo chương trình. Mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn ngày trở về. Lúc ngửa mặt lên trần để xúc nước muối, thím nhầm đếm con năm con nhện đang răng tơ chằng chịt trên trần nhà. Ý nghĩ ngôi nhà này vắng bàn tay đàn bà đã lâu khiến thím chạy lòng ghê gớm. Thím tặc lưỡi, có khi phải mất mấy ngày để dọn nhà cửa cho tươm tất. Dù chi đi nữa, Tết nhất cũng sắp đến nơi rồi. Có tiếng đằng hắng ngoài cửa kèm theo đó là tiếng dép lẹp xẹp. Nghĩ buồn cười con người này, cứ sợ thím ngại nên mỗi lần xuất hiện lại ôm cổ đánh hắng, ho kha này nọ. Mắt ông ấy mở căm, có vô tình bắt gặp thím đang trong tình trạng nào đi nữa thì cũng thấy chi đâu. Người ta thấy ông chứ ông đâu thấy được ai. Biết vậy nhưng thím cứ tưởng tượng mỗi cái nhíu mắt nhướng mày kia luôn hướng về mình, nên chi lại trờn trợn mà e ngại nỗi e ngại không đáng có giữa vợ và chồng. Đã mấy tháng trôi qua, sự trở về của thím vẫn chưa thôi sao động ngôi nhà nhỏ. Vợ chồng chung đụng với nhau hơn 7 năm nhưng biển biệt xa nhau tận 20 năm nay. Trừ gặp lại cứ lấn cấn ngại ngùng bởi quãng cạnh nhau thì ngắn. Đoạn xa nhau lại quá dài. Tôi từng hình dung mình xa người thương trong trường ấy năm và mường tượng tới hồi gặp lại chắc cả hai cũng lóng ngóng vụng về như vậy đau thêm một nỗi là thím chẳng nhớ chuyện chi đã xảy ra không nhớ tất cả kỷ niệm đã có trong ngôi nhà này và dĩ nhiên chẳng nhớ chút chi đến ông già phải gọi là chồng đang cua gậy trước mặt đó mà tôi nói đó là duyên số là số phận rồi nên phải chấp nhận thôi phải mà thím đi biệt không về luôn thì khác hoặc là có trở về nhưng cả chú và thím đều đã yên bể bên người mới khéo như vậy có khi dễ sống hơn trừ mờ thầm không nói năng và nhắc nhở chi nhưng ẩn trong linh tính của chừng đó ngày chồng vợ chú tôi đã luôn đinh ninh thím sẽ về nhiều bữa rít điếu thuốc trong đêm khuya chú nói khi nào thằng ninh khôn lớn mong nó biết đường đi tìm mạng giá mà mắt mũi sáng rõ chú đã tự đi tìm suy tính cũng nhiều chỉ là không đoán được ngày về thím lại xem chú thành ra xa lạ cô vợ hay cười hay nói với chú điếc đác và có phần chậm chạp ấy, hình như chẳng bao giờ trở lại. Nghe bảo con nuôi đã đem thím đi chữa bệnh, giờ thím đeo máy trợ thính nên nghe rõ hơn hồi xưa rất nhiều. Một người thì mắt đã mở đục hơn, một người thì nghe rõ hơn, không chừng khập khiễng cũng phải. Chú cười méo xẹo rồi nhấp ngụm trà chát đắng. Thím gọi điện cho anh Hải mỗi ngày chỉ để hỏi han vài ba chuyện không đầu không cuối anh hiểu cảm giác của thím biết đó là nhà mình chồng con mình nhưng thấy lạ lẫm và khó thích nghi chẳng qua vì thím không nhớ chứ đã là nhà thì sao lạ được anh bảo nếu mẹ muốn con ra đón mẹ vào ở với con như trước thì thím dãy nãy làm thế đâu được độ trước khi anh con nuôi tìm quê cho mẹ anh không hề nghĩ sẽ đưa mẹ vô hoàn cảnh khó xử như bây trừ phải mà anh ngó lơ để mẹ sống bên mình từ đây tới cuối đời cho khỏe suy nghĩ đó đến một chút rồi thôi vì anh biết ít ra mình đã làm đúng người ta cần thăm cội nguồn tổ tông cần về với gia đình khi họ vẫn còn hiện diện ngày thím về nhà cũ gặp đúng chồng con năm xưa tôi nhớ thím đã khóc rất nhiều dù rằng lúc ấy thím không nhận ra chồng hay con bà con làng xóm tới thăm họ nắm tay thím và trách sao đi biệt mà không tin tức chi không nhắn gửi một câu về nhà hải phân trần giải thích rằng mẹ mình gặp chấn động tâm lý nên không nhớ chuyện trước kia thím chậm chạp quên quên nhớ nhớ và điếc đác thì cả làng này đều biết có điều họ vẫn trách cho thỏa mãn vậy thôi anh con nuôi của thím bảo ái ngại khi ngó qua thằng ninh đứa con trai vắng mẹ trong chừng ấy năm lẽ ra thím đã ở trong ngôi nhà này với thằng con trai đang điềm tĩnh đó. Vậy mà lưu lạc rồi gặp anh, nuôi anh thay vì nuôi con đẻ. Thảo khều tôi, bảo anh xem mạ chồng em lạ lắm. Hồi mô cũng lén ngó chồng em, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tôi nghĩ thím nhìn để quen. Tại trong hình dung của người mẹ ấy, lúc mình đi, đứa con chỉ vừa năm tuổi. Này thím trở về, nó đã là một người đàn ông còn sắp làm cha, không lạ lẫm sao được. Thím kể hồi ninh còn nhỏ, cổ áo nào cũng mốc thâm đen xì vì hay nhễu nước miếng. Đêm nằm ngủ, thằng con năm tuổi vẫn thò tay trong áo thím rồi còn đái ướt cả giường. Hồi đó, thằng ninh hay hát hay cười chứ không lặng lặng như trừ. Tôi tính nói nó thay đổi từ lúc thím đi nhưng may mà ngăn lại kịp. Nói ra điều đó cũng chẳng để làm chi có vài điều trong cuộc đời này tự nhiên đến làm ta thay đổi. Thím chắc chắn cũng đã thay đổi sau vài ba biến cố. Dù sao cũng thật may vì phần ký ức của thím còn có đứa con trai chứ người đàn ông còn lại trong ngôi nhà này mảy may không tồn tại trong phần trí nhớ nhỏ nhoi của thím. Lúc thím trở về, chú vừa 60, thím cũng hơn 50, tần tảo bán buôn nhưng trông thím vẫn trắng trẻo, mập mạp, những chuyện đàn ông đàn bà lúc ấy chắc cũng vừa tắt mà nếu còn dễ chi chú dám tự mình thắp lại khi muốn nắm cái tay sờ mái tóc thím cũng thụt lùi mà tôi dò hỏi lâu trừ chú thím vẫn ngủ riêng hay sao thím ừ hữu với vẻ ngần ngại đàn bà với nhau đó nhưng cũng khó nói bởi thím bây bảo không quen vợ chồng mà không quen thì tính răng trừ ngó chú bay nằm trèo queo trên cái giường nhỏ gần bếp mà chảy nước mắt. Hồi thím mới về nhà, thím dành ngủ đó nhưng chú không chịu. Chú bắt thím lên trên nhà ngủ để chú ngủ dưới này lấy cớ đêm hôm đi vệ sinh cho tiện. Mà tôi nói, vợ chồng có tuổi nên ngủ chung không phải vì ham hố chi cả. Chẳng qua lỡ nửa đêm có chuyện chi bất ngờ còn hay biết. Những năm sau tuổi 60 của cuộc đời chính là những năm khuyến mãi ông trời kêu hồi mô ai biết đêm hôm lạnh tay lạnh chân thì người ngủ cạnh bên còn hay như ông lành đầu xóm ngủ một mình rồi đột quỵ sáng ra con cháu tới giờ đã thấy ông lạnh ngắt vợ ông than khóc kể lể đêm đó mụ qua nhà con gái chơi rồi ở lại phải chi lúc ấy mụ nằm bên để nghe tiếng ông ú ớ có khi ông vẫn còn chuyện vợ chồng bao giờ cũng khó nói chỉ người trong cuộc mới tự mình giải quyết với nhau người ngoài nói cho cùng tác động đến đâu cũng không thấu hiểu bằng nên chi chuyện chú thím mà tôi bảo để chú thím tự điều chỉnh tôi thích mạ dùng từ điều chỉnh vì tình cảm ngày xưa vốn sẵn có với nhau chỉ là qua hai chục năm quên lãng và mất biệt người thì đau đáu nhớ người thì hờ hững quên có lần mà tôi qua ngồi một buổi bên nhà chú thím than trời đất bởi cảm giác sắp chết ngạt tới nơi. Là ngột ngạt bởi bầu không khí đó, mà nói chú thím bay oán trách nhau nhưng không bằng lời. Tôi biết, thím đang cố gắng rất nhiều dù cho chú đã bắt đầu muốn bỏ cuộc. Những chuyện trò chú dành cho thím dần già ít đi và chẳng thấy chút nào tình cảm ngoài những chỉ dẫn để lấy đồ đạc trong nhà. Lấy dùm tôi gói trà ở dưới bếp, mở chặn bếp ra, tầng trên cùng, trong góc phải gói trà nằm đó giấy khen sách vở áo quần hồi nhỏ của thằng ninh cất trong cái dương dưới góc giường phía bên trái ở góc tủ thờ phía tay phải từ trên xuống dưới xếp thứ ba có cuốn an bum lấy ra mà coi thím dạ nhỏ nhẹ rồi ngoan ngoãn làm theo từng lời chú bảo xong việc nào đó cả hai lại im lặng không biết những người mở mắt có sống kỷ luật kiểu như chú không. Thứ gì bỏ ở đâu phải đúng vị trí để lúc cần có thể mò mẫm lấy. Nên khi con Thảo về làm dâu, cả nhà hay hục học bởi chuyện này. Nó vụng về qua loa mà cha con chú thì ngược lại. Ở điểm này, thím làm chú vừa lòng vì luôn cất giữ đúng nơi đúng chỗ từ ống tăm đến đôi dép mà chú quy định. Chú bảo thím giữ tập ảnh hôm trước mà coi từ hồi thím đi. Tết năm nào chú cũng kêu người xuống chụp ảnh. Sẽ là vài tấm ảnh cha con chú đứng cạnh gốc mai trước sân nhà. Thằng Ninh súng xính trong áo mới và chú đôi mắt cứ dại đi mỗi ngày. Trong những tấm ảnh sau này, dễ thấy mắt chú đã mở đục đi. Không hướng thẳng vào máy ảnh mà nhìn lạc sang đâu đó. Và thằng Ninh cứ lớn dần lên trong từng tấm ảnh như vậy. Cao lớn cùng gốc mai ngày xưa thím thấy xúc động vì ít ra cũng nhìn ngó được chút chi sự lớn lên của thằng con mình. Lần mò mấy bộ áo quần hồi nhỏ của thằng Ninh, ngó giấy khen, sách vở của con, thím chảy nước mắt. Chú tôi cứ khấp khởi mỗi ngày bởi ý nghĩ chắc hết hôm nay. Sáng mai ngủ dậy thím sẽ nhớ ra mình. Sẽ chạy tới ôm lấy chú mà khóc lóc um sùm rồi lại nói cười dề già cạnh chú nhưng kiên nhẫn và hy vọng có dài lắm cũng chỉ như một sợi dây gàu, kéo ba hồi cũng hết. Tôi hình dung, sự kiên nhẫn trong chú đã dần cạn kiệt. Lạ lùng, lúc chờ đợi hai mươi năm không đả động tới thì còn thương nhớ tin tưởng đó. Tới hồi gặp nhau, lòng tin đã vơi đi. Lắm bữa chú thở dài khi chót nghe đôi ba lời xì xào của làng xóm. Họ bảo chú mở mắt nên dại biết vợ lưu lạc mấy chục năm vì nỗi chi rõ ràng chắc chi đã bị lạc chắc chi đã mất trí thiệt tình họ hổ nghi có khi thím đi theo người đàn ông nào đó đến khi cùng đường mới tìm về và thằng con nuôi kia biết mô là con đẻ những hoài nghi như một vết mực loang rộng dần ra trong tâm can chú bứt rất khó chịu chú đâm hục hặc và khó tính đỉnh điểm là hôm rồi khi tìm không thấy cái ấm trà trong tủ chú lớn tiếng la con Thảo một hồi. Sẵn bầu bì mệt mỏi nên sinh hờn giận. Thảo khóc ấm ức rồi bắt xe về nhà ngoại. Thằng Ninh lo vợ bụng mang dạ chưa phải chạy theo. Nhà còn mỗi chú thím. Thím lặng lặng tìm ấm trà. Xúc rửa sạch sẽ rồi đem bỏ chỗ cũ. Chẳng ai nói với nhau lời nào nhưng ngôi nhà lại ồn ào bởi những hoài nghi trách móc nhau ở đâu đó. Chú trách thím đi sao không đi luôn đi, về làm chi? Khím thì khổ sở vì không phải bản thân muốn vậy. Vô tình quên dù đã cố ý nhớ. Những lúc đó mạ kêu tôi chịu khó qua ngồi uống trà với chú, để ngăn một cuộc bỏ đi nào đó. Từ hồi thím về nhà tới trừ, thằng Ninh chẳng tỏ vẻ chi hồ hởi, nói năng hay mừng rỡ, không thể hiện là buồn hay vui tôi đoán nó hờn giận mạ hoặc cảm thấy tủi thân khi mình giọt máu đẻ ra nhưng không được mạ gần gũi chăm bắm bằng anh hải lúc con thảo bỏ về nhà ngoại thằng minh đi theo không mấy trần trừ mà tôi nói không khéo tụi nó tính ra riêng cả nhà nháo nhào vì con thảo bị ngã nên phải sinh non bác sĩ thông báo phải mổ gấp nguy cơ mất mẹ hoặc mất con thảo bầu song sinh nên ai nấy đều lo tái mặt ninh khóc tức tưởi trong điện thoại đến thương tôi lấy xe chở thím vào bệnh viện chú ở nhà đi tới đi lui thắp hương khấn vái may ông bà phù hộ ca mổ thành công ba mẹ con thảo không hề hấn chi hai thằng bé mới sinh nằm trong lồng kín hơn một tháng thì được cho về nhà bữa làm đầy tháng nhà ngoại nó đông đủ ai cũng khen con thảo tốt phước có ba mẹ chồng chu đáo tận tình thời gian con dâu nằm viện đến khi về nhà. Mình thím lo vệ sinh tắm rửa cho con Thảo. Mà Thảo mất sớm. Hồi cưới Ninh, thím chưa về nên nó đinh ninh những ngày nằm cứ chắc tuổi thân lắm. Bây chỉ có mạ chồng chăm lo như mạ đẻ. Nó bảo số nó còn may. Thảo kể xúc động nhất là bữa mạ chồng nhìn hai thằng nhỏ âu yếm rồi quay qua níu tay nó. Bảo đừng giận ông nội. Tức ba chồng nó mà tội. Thảo cười khì tính nó dễ giận mà mau quên, chẳng bao giờ để bụng nên mẹ cứ yên tâm. Anh Hải cũng ra dự đầy tháng hai đứa nhỏ. Duyên nợ của anh với vùng đất này ắt còn dài khi anh bảo ra năm sẽ làm đám cưới với một cô gái ở trên thị xã. Lần đầu gặp, anh đã cảm tình vì cô gái nói giọng y hệt thím. Hải nắm tay chú tôi, nhờ chú Mai Mốt đứng ra đại diện họ nhà trai lo đám cưới cho anh. Hẳn từ hôm ấy, tâm trạng chú có chút đổi khác. Chú cười nói nhiều hơn, không còn đăm chiêu và thở dài. Vài ba phần nghi ngại chắc đã vơi đi bớt. Ảnh Tết của gia đình chú Thím năm nay khác lắm. Không chỉ có hai cha con lẻ loi đứng yên như tượng trước sân nhà, bên gốc mai nở bung vàng rực. Sự hiện diện của Thím và vợ chồng Ninh cùng hai đứa cháu làm bức ảnh gia đình thêm đông đúc. Anh Hải dẫn cả bạn gái về Họ cũng có mặt trong tấm ảnh sum vầy Tết nhất đó. Chú tôi khoác vai Thím, mắt hướng về máy ảnh cười tươi rạng rỡ. Tôi để ý một bàn tay của Thím đang níu lấy cành mai. Không nhớ gốc mai này là gốc thứ mấy chú trồng để thay thế vào gốc mai cũ đã chết khô từ mấy đợt lụt trước. Chú luôn muốn giữ hình ảnh ngôi nhà không thay đổi như từ lúc Thím đi nên từng bóng cây, từng viên gạch có thay mới cũng na ná cái cũ hệt bao người xa nhau vẫn luôn muốn lưu giữ những gì từng trung đụng không biết sau này thím có nhận ra chú tôi có nhớ lại từng ấy tháng năm sống cùng chú trong ngôi nhà này và bao buồn vui đã trải ngó bàn tay còn lại của thím vòng qua lưng chú tôi nghĩ cũng chẳng cần mang vác ký ức hay kỷ niệm chi nhiều nữa bởi ngày về của họ đã bắt đầu vui